Chào các bạn, hôm nay Việc Vặt Gia Đình lại xin làm clip chia sẻ với các bạn cách làm món cà xào thịt ba chỉ. Nguyên liệu chúng ta gồm có thịt ba chỉ, cà bát, hành tỏi, khô, nghệ, cá lốt tía tô và hành lá. Đối với cà bát thì chúng ta sẽ cắt bỏ núm đi, rửa sạch, sau đó chúng ta thái miếng. Cái miếng chúng ta thái tương đối, không nên mỏng quá, không nên dày quá. Sau đó sau khi thái xong thì chúng ta sẽ ngâm nước để cho nó hết nhựa đi. Sau đây chúng tôi sẽ thái. Vâng, trong khi chờ đợi cà ngâm thì chúng ta sẽ nhặt hành tỏi và chúng ta rửa rau, lá lốt tía tô, hành lá, sau đó chúng ta thái nhỏ. Sau này khi xào chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta xào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho dầu vào chảo để chúng ta phi cái hành và tỏi thơm lên. Thank you.
Sau đó thì chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào, chúng ta xào cho nó cháy cạnh để cho nó ngon. Chúng ta cố gắng xào cho nó cháy cạnh, cho chút nêm vào cho nó đậm đà với thịt. Món rau rồi cà